Ok, chào các bạn nha. Mình làm mấy cái clip thanh lý mấy đồ này các bạn. Thì đầu tiên cái này mình có một thôi nha, không có nhiều. Cái này mình mua lại của một anh khách khác. Cái này họ đã quấn lại rồi các bạn. Chạy cánh B5, B6 á, rất là ngon luôn nha. Chạy 24V đó. Thì cái này mình mua luôn ship là gần 300 các bạn. Thì bây giờ mình bán lại là bộ này nha. Bộ này 500 bao ship à, 500 bao ship đó. Bộ này thì chạy cánh lớn nha các bạn, 480 cũng được nha, thanh lý lại. Còn cái bộ này là động cơ zin, chưa quấn, chưa làm gì cả nha. Khách về chạy chạy nếu mà chạy chuẩn 24 á thì xài những cánh B5 ok nha. Ok. Cái vo này chạy được tới 36-48 nha các bạn. Cho nên khách nào mà lên áp cao cao hơn á, là chạy rất là khỏe nha, rất khỏe. Một bộ này thì mình bán 350k bao ship nha. 340k bao ship ha. 340k bao ship. Còn cái này thì chỉ có một cái một nha. Cái một. Bộ này 480 bao ship nha. Bộ này đã quấn lại, chạy rất ok. Ok, mình tiến hành mình test nha. Cái này người ta đã có clip chạy cánh quạt các bạn, rất là ngon. Người ta đã làm đại trục rồi. Con này là chuẩn trục 8 nha. Cái loại này rất là hiếm, nó nhỏ hà, nó nhỏ hơn con này xíu. Còn con này trục 10 nha, khách nào về làm khớp nối nha. Ở đây con nào cũng có dây heo sensor các bạn. Các bạn về đấu nha. Hiện tại thì mình không có thời gian, mình chỉ đấu 3 dây 3 pha thôi. Đó. Hoặc là khách nào chạy 3 dây 3 pha cũng được nha, không có vấn đề. Nó hơi ngược nha. Sao ta? Vậy hả? Ừ cũng được. Mình đang ráo riết tập trung thanh lý đồ, thanh lý dọn kho. Mình giống như là sao ta, sàng lọc thanh lý để sắp xếp lại các bạn, gọi là refresh lại thì ok. Test cho bạn coi nha. Cái bo này mình cũng mới mod lại 24 à. Của nó là này, hàng mới chưa xài các bạn, hàng mới nha. Đó. Chạy rất là ngon các bạn, con này chạy khỏe nha. Dặn lên là chạy nha, dặn lên. Ồ. Con này họ quấn lại tua cao các bạn ơi. Con này tua cao nha. Con này hiện tại đang họ quấn lại để mục tiêu, để chế quạt ngon nha, chế quạt rất là khỏe. Khách nào mà có cái cánh mà quạt dàn lạnh điều hòa các bạn, à cục nóng chứ, cục nóng điều hòa, cái cánh mà nó sâu á ha, chạy ngon lắm. Ồ mạnh nha, mạnh tua cao. Con này khách nào kéo qua nhông làm trợ lực xe điện, xe đạp điện ok nè. Nè, mạnh. Ok, test qua này cho bạn coi nha. Bộ này thì có hàng có số lượng nha. 340 bao ship. Để lên đây đi các bạn. Cho nó quay nó không rớt.
khách nào mua bên mình thì cái IC nè mình sẽ mod về 24 luôn các bạn. Còn mà các bạn tự mua trên mạng á, mua IC á, về các bạn không biết làm á là nó cháy IC nha, rồi tốn công không đơn giản đó các bạn, mình bị cháy biết bao nhiêu. Ok, thử nha. Tốc độ zin của nó đạt khoảng 650 vòng nha. Cái này thì mình đã chạy rất là nhiều. Với tốc độ này, lực kéo này các bạn chạy cánh quạt mà cánh quạt lực kéo rất là tốt nha. Các bạn nào chạy cho cánh quạt gì ta? Cánh quạt vàng cục nóng điều hòa các bạn, cái cánh mà nó sâu 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 á. Nó chạy chậm nhưng mà cái lưu lượng gió kinh khủng lắm, rất là lớn. Nè, chạy im ru không nghe tiếng các bạn. Nè, ngon nha. Đây là đảo chiều nha các bạn. Tắt nguồn cấp lại. Lâu lâu của nó phải làm vậy các bạn. Đó, đảo ok thấy không? Đó, đảo ok. Đó, đảo ok. Thì khi nó đảo rồi các bạn, mình chỉnh lên thì nó sẽ chạy theo cái chiều đã đảo nha. Nè, trả về nè, đảo chiều. Trả về. Cho nên khách nào mình cũng khách nào mua thì mình hàng luôn giống như vậy nha. Về khách chỉ xài thôi ha. Khách chỉ xài thôi. 340k bao ship. Đó, lực thì rất là khỏe nha. Con này thì lực khỏe lắm các bạn. Mà êm nữa. Mà không nghe gì luôn á. Nha, êm ru. Ok, một combo như vậy nha. 340k bao ship nha. Khách nào mua ủng hộ nha.